Thái Lan đã có 2 chiến thắng cùng với tỷ số 3-0 trong những loạt trận vừa qua trước Indonesia và Myanmar. Và ngày hôm nay, với những gương mặt ra sân trong đội hình của nhà đương kim vô địch, chúng ta thấy rằng họ cũng xuất phát với những con người rất tốt của mình. Trong đó có sự góp mặt của chủ công Chatuon, chủ công mang áo số 19. Ở thời điểm này, sau hai loạt trận đầu tiên thì Malaysia có một chiến thắng và một thất bại. Họ thắng Myanmar với tỷ số 3-0 nhưng thua Indonesia 0-3 và do đó không có cơ hội cạnh tranh tấm vé góp mặt ở vòng bán kết. Đây là những vận động viên sẽ góp mặt trong đội hình xuất phát của đội tuyển bóng chuyền nữ Malaysia, với chủ công mang áo số 3 Brittany Thie, phụ công mang áo số 10 là Mei Ching, chủ công mang áo số 11 đội trưởng Angela Tang, số 14 đối chuyền Jia Tian, chuyền 2 mang áo số 18 Chia Hue và libero là cầu thủ mang áo số 17 Lim Wenny. Người xem ảnh của quý vị lúc này chính là chuyền 2 của đội tuyển Malaysia, cầu thủ sinh năm 2000 với chiều cao 1m58. Trong xét thi đấu mở màn thì Malaysia sẽ là đội bóng thi đấu bên phần sân B, phần sân bên tay phải màn hình của chúng ta, và họ sẽ phát bóng để bắt đầu cho trận đấu với đội tuyển Thái Lan. Tình huống phát bóng của chuyền 2 Chia Hue, phát bóng ra ngoài, điểm đầu tiên thuộc về đội tuyển Thái Lan. Thái Lan đang là đội bóng giàu thành tích nhất ở các kỳ đại hội. Họ đã có 13 kỳ SEA Games liên tiếp giành ngôi vô địch. Và tổng số huy chương vàng mà Thái Lan đã có được cho tới thời điểm này ở các kỳ SEA Games là 15 tấm huy chương vàng. Vừa rồi là một tình huống chắn bóng tốt của các cô gái Thái Lan. Đây được dự đoán sẽ là một trận đấu với phần thắng dễ dàng và nhanh gọn dành cho đội tuyển Thái Lan. Tình huống tấn công rất mạnh ở vị trí số 2. Đó là cú đánh của đối chuyền Thanacha, cầu thủ sinh năm 2000 với chiều cao 1m80, khả năng mật đà là 2m95. Chúng ta đang theo dõi cuộc đọ sức giữa một đội bóng có độ tuổi trung bình cao nhất tại SEA Games lần này, đó là Thái Lan với độ tuổi trung bình 27 tuổi, và đội bóng trẻ trung nhất ở Đại hội Thể thao Đông Nam Á năm 2023 chính là Malaysia với độ tuổi trung bình 21. Thêm một pha tấn công tốt nữa của đội tuyển Thái Lan. Đây rõ ràng là một trận đấu có thể nói là thêm một trận đấu tập cho đoàn quân của đội viên Danai. Thái Lan quá vượt trội so với phần còn lại của Đông Nam Á, và đặc biệt là với những đối thủ yếu hơn rất nhiều như Malaysia, họ không có cơ hội để tạo nên bất ngờ. Cuối cùng thì Malaysia cũng đã có được điểm số đầu tiên với một tình huống tấn công ở biên 4. Đó là cú đánh của cầu thủ mang áo số 10 Mei Ching, cầu thủ có chiều cao và khả năng bật đà bật chắn tốt nhất bên phía Malaysia. Cô cao 1m84, khả năng bật đà 3m và bật chắn 2m90. Nỗ lực phòng thủ không thành công của Malaysia. Trong những trận đấu gần đây thì huấn luyện viên Danai đã liên tục xoay tua đội hình cho đội tuyển Thái Lan. Chưa khi nào ông xếp lực lượng mạnh nhất cho những trận đấu tại vòng bảng. Đó cũng là điều dễ hiểu khi những cái tên như Malaysia, Myanmar và Indonesia chưa phải là liều thuốc thử đủ mạnh cho nhà đương kim vô địch. Nỗ lực cứu bóng không thành công. Ngày hôm nay thì chuyền hai chính trong đội hình của Thái Lan đó là cầu thủ mang áo số 15 Soyara,
chính xác là Soraya. Chuyền hai này sinh năm 1992. Và khi Nusara còn thi đấu thì đây là chuyền hai thứ 3 của đội tuyển Thái Lan. Chuyền hai thứ 2 của đội bóng này là Pongpun, cầu thủ đã dính một chấn thương trước khi bước vào kỳ SEA Games năm nay và không có trong đội hình của đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan tới Campuchia lần này. Chúng ta vừa theo dõi lại tình huống tấn công rất chính xác của Chachuon, một trong những chủ công có trình độ cao nhất ở khu vực Đông Nam Á. Hiện tại thì Chachuon đang đầu quân cho một đội bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tấn công ở vị trí số 2. Cú đánh đưa bóng ra ngoài rất xa vừa rồi là của Thanacha. Tình tấn công vừa rồi là của Pimpichaya. Tiếp tục là đối chuyền mang áo số 16, cú đánh rất mạnh ở vị trí số 4 của Pimpichaya. Thái Lan tiếp tục có điểm. Họ không chỉ tấn công uy lực mà phòng thủ trên lưới cũng rất hay. Đó chính là đẳng cấp và là sự vượt trội của Thái Lan so với phần còn lại. Quả bóng vừa rồi thì thậm chí cầu thủ mang áo số 11 của Malaysia, đó là chủ công Angela Tang, cũng đã đánh bóng không qua lưới. Bóng ngoài, điểm thứ 8 dành cho đội tuyển Thái Lan. Liên tục là những tình huống tấn công mắc lỗi của các chủ công bên phía đội tuyển Malaysia. Bỏ nhỏ. Đã có lỗi lưới của các cô gái Thái Lan. Ngày hôm nay thì Thái Lan xuất phát với đội hình gồm phụ công mang áo số 8, đó là Wacharia. Chuyền hai mang áo số 15 Soraya. Đối chuyền mang áo số 16 Pimpichaya. Chủ công mang áo số 19 Chachuon. Cầu thủ tấn công mang áo số 21 Thanacha. Và phụ công mang áo số 29 đó là Wimorat. Tiếng đánh bay sau vừa rồi chính là của Wimorat. Công này sinh năm 2002, có chiều cao 1m80, khả năng bật đà 2m89 và bật chắn là 2m83. Ngày hôm nay thì huấn luyện viên Danai cũng không sử dụng những phụ công tốt nhất của mình trong đường xuất phát của đội tuyển Thái Lan. Cái tên như Thát Đao hay là Hát Tay Gia đang được cất trên băng ghế dự bị. Có vẻ như đội tuyển Thái Lan vẫn đang giấu bài ở những trận đấu tại vòng đấu bảng này. Chưa bao giờ chúng ta thấy họ sắp xếp đội hình xuất phát với đội hình mạnh nhất gồm 3 mũi công là Pimpichaya, Chachuon cũng như là Acharapon. Phát bóng ăn điểm dành cho đội tuyển Thái Lan. Tình huống phát bóng là của phụ công Wimorat. Khả năng xử lý bước một yếu của các cô gái Malaysia khiến cho họ không thể có cơ hội tạo nên bất ngờ trước người Thái. Tiếp tục mắc lỗi bước một và mở ra cơ hội tấn công cho Wacharia. Cầu mang áo số 8 là cầu thủ sinh năm 1996 với chiều cao 1m77, khả năng bật đà là 2m94 và bật chắn là 2m82. Vẫn đang là cầu phát bóng của Wimorat. Tấn công hàng sau.
Và tấn công sau vạch 3m với lực quá yếu của các cô gái Malaysia. Nhưng ngay sau đó thì Thanacha đã đánh bóng không qua lưới. Đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan đã hội quân từ khá sớm, nhưng họ không có được lực lượng đầy đủ cho quá trình tập huấn của mình. Hai mũi công là Acharapon cũng như là Chatchuon cũng mới trở về hội quân cùng các đồng đội. Bên cạnh đó thì họ cũng gặp phải một chấn thương đáng tiếc với trường hợp của chuyền hai Ponpun. Tình huống đánh y thành công vừa rồi là của cầu thủ mang áo số 10 Mei Xing. Đập rất mạnh vừa rồi là của Chatchuon. Bóng đi cắm sàn và không có bất cứ một đội phòng ngự nào dành cho đội tuyển Malaysia. Đó là một tình huống đánh len với đường chuyền sau đầu của Soraya. Bên phía Malaysia đã phải có sự thay đổi người. Phụ công mang áo số 9 Yeru vào sân để thay thế cho phụ công mang áo số 8. Điểm tiếp tục thuộc về người Thái. Cách biệt lúc này đã là 8 điểm. Thái Lan đang có số điểm nhiều hơn gấp đôi so với đối thủ. Chắc chắn đây cũng sẽ là một trận đấu dễ dàng đối với nhà đương kim vô địch. Và Malaysia sử dụng quyền hội ý đầu tiên trong xét đấu này. Đây là một trận đấu mà ban huấn luyện của đội tuyển Malaysia chắc chắn sẽ phải sử dụng rất nhiều lượt hội ý. Trong mỗi xét đấu, mỗi đội bóng sẽ có được 2 lượt hội ý, mỗi lượt kéo dài 30 giây. Và việc đối mặt với một đối thủ quá mạnh như Thái Lan thì theo dự đoán của chúng tôi, Malaysia sẽ sử dụng hết 6 lượt hội ý của mình trong 3 xét đấu. Chatchuon phát bóng. Tình huống phát bóng ra ngoài của chủ công mang áo số 19. Chatchuon là cầu thủ sinh năm 1999 với chiều cao 1m80, khả năng bật đà 3m02 và bật chắn 2m98. Trong đội hình của đội tuyển Thái Lan thì những cầu thủ có khả năng bật đà tốt nhất là 3m10. Đó là Pimpichaya và Acharapon. Điểm dành cho đội tuyển Thái Lan. Trọng tài đã bắt lỗi hai chạm đối với các cô gái Malaysia. Dù lượt đấu cuối cùng của các bảng A và B chưa khép lại, nhưng chúng ta cũng đã sớm xác định được hai cặp bán kết ở nội dung bóng chuyền nữ. Thái Lan sẽ chạm trán với Philippines, còn Việt Nam sẽ đối đầu với Indonesia. Và với những gì mà Indonesia thể hiện ở giải đấu năm nay thì có lẽ chúng ta sẽ có một cuộc tái đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan trong trận đấu cuối cùng, trận chung kết, giống như những gì mà hai đội đã tạo ra ở kỳ SEA Games 2022 vừa qua được tổ chức tại Việt Nam. Nhưng các cổ động viên hy vọng lần này đội tuyển Việt Nam sẽ tận dụng được thời cơ để có thể lật đổ được người Thái, dù vẫn biết đó là một nhiệm vụ khó khăn. Pha tấn công ở biên 4 đưa bóng ra ngoài sân của Thái Lan.
Cú đánh vừa rồi là của Pipichaya. Sau đầu tấn công vừa rồi là của Thanacha. Một đường truyền rất dài ra vị trí số 2, nhưng Thanacha đánh bóng tốt để giúp cho đội tuyển Thái Lan có thêm một điểm nữa. Bây giờ thì Acharapon mới vào sân. Cùng với đó thì Thái Lan cũng đưa truyền hai dự bị của họ, đó là Srima vào sân từ băng ghế dự bị. Thêm những sự thử nghiệm của huấn luyện viên Danai. Đây chính là chuyền hai dự bị của người Thái, cầu thủ mang áo số 23 Srima. Chuyền hai sinh năm 1991 với chiều cao 1m65. Lần hội ý cuối cùng của đội tuyển Malaysia trong xét đấu mở màn. Có vẻ như huấn luyện viên Liu Fu Yeon đang tỏ ra rất bực tức với các học trò của mình. Dù biết trước sẽ là một thất bại trước ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch là đội tuyển Thái Lan, nhưng có vẻ như chiến thuật và việc mắc lỗi cá nhân quá nhiều của các cô gái Malaysia đang khiến cho huấn luyện viên trưởng của đội bóng này cảm thấy không hài lòng. Liên tiếp những tình huống xử lý bước một không tốt của Malaysia khiến cho họ mất điểm. Tình huống chớp thời cơ vừa rồi là của Pipichaya. Và tấn công rất mạnh từ biên 4. Lần này thì Pipichaya đã không thắng được các tay chắn của Malaysia. Tình huống bám chắn tốt của chuyền hai Chiao Hue. Bên phía Malaysia tiếp tục có sự thay đổi người. Số 16 chủ công Sia vào sân. Người rời sân là số 11 Angela Tang. Tấn công biên, đập rất mạnh là của Acharapon. Bóng không qua lưới và các cô gái Malaysia đã mắc lỗi 4 chuyền. Khoảng cách giữa hai đội bây giờ đang là 10 điểm. Bây giờ thì trên sân đội tuyển Thái Lan đang có 3 mũi công mạnh nhất của mình. Chachuon, Pipichaya và cả Acharapon nữa. Sau ngày hôm nay thì các đội bóng sẽ được nghỉ một ngày trước khi bước vào lượt trận tại vòng bán kết. Và cũng có lý do để huấn luyện viên Danai sử dụng những con người tốt nhất của mình để họ có thể có được những tình huống phối hợp tốt cùng với nhau trước khi bước vào những loạt trận khó khăn hơn tại vòng đấu loại trực tiếp. Hai mươi hai mười một điểm số của Thái Lan đang gấp đôi so với Malaysia. Chắn bóng tốt, điểm dành cho Thái Lan. Acharapon là một trong hai cầu thủ có khả năng bật chắn tốt nhất bên phía đội tuyển Thái Lan, cùng với Pipichaya.
Hai cầu thủ này có khả năng bật chắn là 3m03 và 3m02, đều là những tay chắn rất lợi hại bên phía đội bóng đương kim vô địch SEA Games. Và đương nhiên khả năng tấn công của họ thì cũng không phải bàn. Phát bóng ra ngoài rất khó khăn mới có được một điểm, nhưng ngay lập tức thì các cô gái Malaysia lại mất điểm một cách rất đơn giản. Điểm số vẫn tiếp tục là gấp đôi dành cho Thái Lan và họ sẽ có được chiến thắng trong set đấu đầu tiên, không có gì bất ngờ. 12 cơ hội giành set point. Tấn công hàng sau, bóng ra ngoài và chiến thắng đã thuộc về đội tuyển Thái Lan. Tỷ số 25-12 dành cho nhà đương kim vô địch. Thái Lan vẫn chưa chơi hết sức, nhưng Malaysia thì quá yếu so với đoàn quân của viên Danai. Đây cũng sẽ chỉ là một trận đấu 3 set mà thôi. Và nhiều khả năng trong những set đấu tiếp theo thì Malaysia thậm chí còn ghi được ít điểm hơn so với set đấu mở màn. Một set đấu mà hai đội bóng không sử dụng tới quyền khiếu nại, mỗi đội bóng thay hai lượt và Malaysia thì xin hội ý hai lần. Thái Lan thì đương nhiên họ chưa có lý do gì để phải sử dụng quyền time out của mình trong set đấu này. Với tốc độ hiện tại thì nhiều khả năng trận đấu giữa Thái Lan và Malaysia sẽ chỉ kéo dài trong khoảng thời gian 1 giờ đồng hồ. Sau khi loạt đấu giữa Thái Lan và Malaysia, lượt trận cuối cùng của bảng A khép lại, chúng ta sẽ đến với những diễn biến của bảng B, nơi có sự góp mặt của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Tuy nhiên, thầy trò viên Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ ra quân trong trận đấu muộn nhất của buổi tối ngày hôm nay. Vào lúc 17 giờ, Singapore sẽ chạm trán Philippines trong trận đấu cạnh tranh tấm vé còn lại để góp mặt ở vòng bán kết. Philippines đương nhiên vẫn được đánh giá cao hơn so với Singapore và nhiều khả năng họ sẽ là đội bóng nhì bảng B. Và đội tuyển Việt Nam với vị trí nhất bảng B hiện tại sẽ chạm trán với đội bóng chủ nhà Campuchia trong trận đấu diễn ra vào lúc 19h30 phút tối nay. Chúng ta cùng trở lại với nhà thi đấu của khu thể thao phức hợp Olympic để tiếp tục theo dõi set thi đấu thứ hai, lượt trận cuối cùng tại bảng A nội dung bóng chuyền nữ tại SEA Games 32. Thái Lan đã có thắng lợi dễ dàng với tỷ số 25-12 trong set đấu mở màn trước Malaysia. Và nhiều khả năng set đấu thứ hai này thì người Thái cũng sẽ nhanh chóng giành thắng lợi. Họ cần một trận đấu kết thúc chóng vánh với 3 set đấu để bảo toàn thể lực trước khi bước vào vòng bán kết, đối mặt với những thử thách có phần khó hơn một chút. Trong set đấu thứ hai này thì đội tuyển Thái Lan sẽ thi đấu bên phần sân B, phần sân bên tay phải màn hình của quý vị và các bạn. Và họ là những người phát bóng để bắt đầu cho set đấu này. Điểm đầu tiên thuộc về Thái Lan. Quá nhiều lỗi bước một đối với cầu thủ Malaysia.
người vừa phát bóng ghi điểm là chuyền hai mang áo số 23 Sirima. Đánh biên. Hàng chắn của Thái Lan vẫn rất nhanh nhẹn, liên tục có những tình huống bám chắn rất tốt ở cả vị trí số 4 và số 2. Hàng sau. Vừa rồi là tình huống tấn công của đối chuyền mang áo số 6 Warisara. Sau khi có được thắng lợi dễ dàng ở set 1 thì huấn luyện viên Danai cũng đã có thêm những sự thử nghiệm trong set đấu thứ hai này. Nhiều vị trí mới đã được đưa vào sân, trong đó có đối chuyền Warisara và phụ công Thadda. Vừa rồi là nỗ lực cứu bóng không thành công của Acharampong. Lúc này thì người đồng đội của Acharampong ở câu lạc bộ Thổ Nhĩ Kỳ là Chachuon đã được rút ra. Pimpichaya cũng đã được cho ra nghỉ. Pha xử lý tốt vừa rồi của Acharampong giúp cho Thái Lan có thêm một điểm nữa. Ở thời điểm hiện tại thì Acharampong Công Yot đang đầu quân cho đội bóng Sarie Bele Diessi. Đội bóng đang thi đấu tại giải đấu hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ, giải đấu mang tên Suntala Ligi. Đội bóng của Acharampong và Chachuon đầu quân cũng chỉ là một đội bóng tầm trung ở Thổ Nhĩ Kỳ thôi. Nhưng giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ là giải đấu có sự góp mặt của rất nhiều những ngôi sao lớn nhất của bóng chuyền thế giới. Pha tấn công ở vị trí số 2. Đó là tình huống ghi điểm của Mây Trinh. Mây Trinh là cầu thủ trẻ tuổi nhất trong đội hình của đội tuyển Malaysia. Cô gái này năm nay mới 17 tuổi nhưng đã có chiều cao 1m84, bật đà 3m, bật chắn 2m90. Những thông số tốt nhất bên phía đội tuyển Malaysia. Đây sẽ là tương lai của đội tuyển Malaysia với cầu thủ mang áo số 10 này. Pha xử lý hay vừa rồi là của Tháp Đao. Bên ngoài sân thì huấn luyện viên Liu Fu Yen vẫn đang tiếp tục tỏ ra không hài lòng với các học trò của mình. Dẫu biết đây là một trận đấu mà Malaysia không có cửa thắng, nhưng dường như huấn luyện viên trưởng của họ vẫn đang muốn các học trò phải tuân thủ chiến thuật được đề ra và cải thiện kỹ năng cá nhân, không mắc những lỗi cơ bản. Và tấn công sau đầu với cú đập rất mạnh ở vị trí số 2 của Acharampong. Không được. Lần này thì số 10 Mây Trinh đã không thành công. Đánh không qua lưới của cầu thủ tấn công bên phía đội tuyển Malaysia. Đánh biên. Đó là pha tấn công của đội trưởng cầu thủ mang áo số 11 Angelatang. Những gương mặt còn rất non nớt trong đội hình của đội tuyển Malaysia, những người mà như chúng tôi đã nói
là đội bóng có độ tuổi trung bình thấp nhất tại kỳ SEA Games lần này. Các cô gái Malaysia có độ tuổi trung bình là 21. Họ cùng với Myanmar và chủ nhà Campuchia là những đội bóng trẻ nhất tại SEA Games 32. Không những thế, với con số chiều cao trung bình 1m70 thì đội tuyển Malaysia cũng là đội bóng có chiều cao khiêm tốn nhất ở Đại hội Thể thao Đông Nam Á năm 2023. Giải đấu năm nay có lẽ là một giải đấu mà các cô gái Malaysia tới đây với mục tiêu học hỏi. Họ mang một lực lượng trẻ và định hướng cho tương lai. Chủ công mang áo số 16 Irensia vừa vào sân để thay thế cho đội trưởng Angela Tang. Pha phối hợp tấn công nhanh của Malaysia nhưng họ chưa có điểm. Sau đầu. Và đánh bay sau vừa rồi là của cầu thủ mang áo số 12, phụ công Hataya. Ở set đấu này thì Hataya và Thaddao đều đã được huấn luyện viên Danai sử dụng. Thêm một tình huống tấn công tốt ở vị trí số 2 của Mai Chi. Malaysia cần nhiều hơn những cầu thủ như Mai Chi để có thể ít nhiều làm khó được đội tuyển Thái Lan. Đánh từ sau vạch 3m vừa rồi là của Acharapon. Rất dễ dàng và việc còn lại cho những thành viên dự bị của đội tuyển Thái Lan lúc này chỉ là nghĩ ra cách ăn mừng như thế nào cho thật ngầu mà thôi. Đánh biên. Đó là tình huống tấn công của Darin. Bên ngoài sân chúng ta vừa chứng kiến hình ảnh của Thaddao. Có vẻ như phụ công mang áo số 5 đã gặp phải một vết đau ở vùng vai trái. Mới vào sân trong set đấu thứ 2, Thaddao cũng đã nhanh chóng rời sân. Điểm thứ 6 dành cho Malaysia sau tình huống phát bóng lỗi của Warisara. Tiếp tục là một tình huống đi điểm dễ dàng của Darin. Darin là người vào chơi thay vị trí chủ công của Chatchuon. Hội tấn công vẫn còn cho Thái Lan. Bóng đã chạm tay chắn rồi. Cầu công dự bị Darin đang ghi khá nhiều điểm cho đội tuyển nữ Thái Lan ở set đấu này. Hàng chắn của Malaysia đã để cho các tay đập của Thái Lan quá thoải mái trong những phút vừa qua. Chiều cao trung bình của đội tuyển Thái Lan là 1m74. Người cao nhất trong đội hình của họ là 1m85. Đó chính là phụ công Thaddao. Cũng không phải là một con số quá ấn tượng. Chiều cao trung bình của Thái Lan thấp hơn so với các cô gái của đội tuyển Việt Nam. Và người cao nhất trong đội hình của họ cũng thấp hơn người cao nhất trong đội hình của chúng ta 10cm. Nhưng dường như những con số đó vẫn chưa thể nói lên nhiều điều khi trình độ chuyên môn của Thái Lan đã ở đẳng cấp thế giới. Đánh biên. Lại thêm một tình huống tấn công chính xác nữa từ biên 4 của Darin. Có ý rồi.
đương nhiên là sẽ phải sử dụng quyền hộ ý trong các set đấu. Đây là khoảng thời gian mà huấn luyện viên Liu Fu Yeon có thể đưa ra những lời nhắc nhở và điều chỉnh tức thời với những vận động viên trẻ của mình. Mục tiêu của họ không phải là giải đấu năm nay. Với lực lượng độ tuổi trung bình 21, nếu được cọ sát nhiều thì họ sẽ hướng tới những mục tiêu trong khoảng 4-5 năm nữa. Nhưng ở Đông Nam Á thì với trình độ của bóng chuyền nữ Malaysia, rất khó để họ có thể vượt qua Việt Nam và Thái Lan. Phát bóng ra ngoài. Trong set đấu này thì điểm của Malaysia đang đến từ những tình huống phát bóng lỗi của các cô gái Thái Lan. Đánh biên. Lối phòng ngự đơn giản của người Thái. Nhưng tiếp theo sẽ là cơ hội. Không có cơ hội tấn công rồi. Pha bỏ nhỏ rất dễ dàng giúp cho đội tuyển Thái Lan có điểm. Hàng thủ của Malaysia đang chơi quá tồi, không thể bám chắn. Và ngay cả hàng sau cũng không có được sự hỗ trợ kịp thời. Sirima phát bóng. Lại là một tình huống phát bóng mang về điểm nữa cho Malaysia. Tại kỳ SEA Games lần này thì Sirima là chuyền hai dự bị cho Soraya. Chuyền hai mang áo số 15. Thái Lan bên ngoài sân thậm chí họ còn không quan tâm tới trận đấu. Họ đang tiếp tục với những ý tưởng ăn mừng sao cho thật ấn tượng. Trận đấu đã có kết quả ngay từ trước khi bóng bay. Không khó khăn để chúng ta dự đoán sẽ là một thắng lợi 3-0 cho đội tuyển Thái Lan trước đội tuyển Malaysia. Vấn đề còn lại là Malaysia sẽ ghi được bao nhiêu điểm trong mỗi set đấu mà thôi. Darin là người phát bóng. Trong trận đấu ngày hôm nay thì Mai Chi, cầu thủ tấn công mang áo số 10 bên phía Malaysia, là người ghi được nhiều điểm nhất cho đội bóng này. Yatian phát bóng. Đánh rất mạnh ở biên 4 của mũi công mang áo số 6 bên phía đội tuyển Thái Lan, đó là đối chuyền Warisara. Warisara cũng là cầu thủ trẻ tuổi nhất trong đội hình của đội tuyển Thái Lan. Cô gái này sinh năm 2005, với chiều cao 1m72, khả năng bật đà là 2m84 và bật chắn là 2m75. Người lớn tuổi nhất trong đội hình của đội tuyển Thái Lan tại SEA Games lần này đó là Libero Pianut, cũng chính là người đeo băng đội trưởng của đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan tại kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2023. Libero này sinh năm 1989, năm nay 34 tuổi. 19-10. Một thế trận rất dễ dàng với tâm lý thi đấu vô cùng thoải mái dành cho các cô gái áo trắng.
Chuyền hai Soraya trở lại sân. Pimpichaya cũng được đưa vào sân thay thế. Huấn luyện viên Danai liên tục có những chiến thuật xoay vòng cầu thủ để cho các mũi công của mình được nghỉ ngơi. Đánh biên. Một đường chuyền dài và mặc dù Thái Lan dễ dàng đoán định được để theo chắn, nhưng bóng đã đập tay chắn và đi ra ngoài sân. Bóng chạm tay của Pimpichaya. Pha bỏ nhỏ thành công. Bóng đã ăn lên vạch biên. 20-11 cho Thái Lan. Có lẽ đội tuyển Malaysia đã quyết định sử dụng quyền khiếu nại của mình. Họ nghĩ rằng bóng ra ngoài sân. Đương nhiên đó là một khiếu nại không thành công. Chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy bóng đã ăn lên vạch biên. Malaysia vừa có thêm một điểm nữa. Trong một trận đấu như thế này thì mỗi điểm số đều là rất đáng quý đối với các cô gái trẻ bên phía đội tuyển Malaysia. Họ được cọ sát với đội bóng hàng đầu của khu vực Đông Nam Á, một trong những đội bóng đã giành được nhiều tấm huy chương ở các giải đấu cấp độ châu lục và cũng đã để lại nhiều dấu ấn ở đấu trường thế giới. Đó chính là đội tuyển Thái Lan. Quý vị và các bạn đang theo dõi lượt trận cuối cùng của bảng A nội dung bóng chuyền nữ, trận đấu giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Malaysia. Trận đấu được tường thuật trực tiếp trên kênh On Sport News thuộc hệ sinh thái thể thao của VTV Cup cũng như là các nền tảng khác như fanpage, kênh YouTube, kênh TikTok cũng như là ứng dụng thể thao chuyên biệt On Plus của chúng tôi. Cùng thời điểm này thì quý vị cũng có thể lựa chọn theo dõi nhiều nội dung khác của SEA Games 32 đang được tường thuật trực tiếp trên các kênh sóng và các nền tảng của hệ sinh thái thể thao VTV Cup. Trong buổi chiều ngày hôm nay thì những nội dung của điền kinh và các nội dung chung kết của môn bơi sẽ được tường thuật trọn vẹn trên ứng dụng On Plus. Quý vị có thể tải ứng dụng On Plus để theo dõi trọn vẹn những diễn biến được tường thuật trực tiếp của SEA Games 32 cũng như nhiều nội dung thể thao độc quyền của VTV Cup với các giải đấu vô địch quốc gia như Serie A, La Liga, Ligue 1, Bundesliga, các giải đấu quan trọng của môn quần vợt. Thời gian tới đây sẽ là những nội dung độc quyền của Roland Garros. Rất nhiều những nội dung thể thao trong nước và quốc tế đáng chú ý mà VTV Cup sẽ gửi tới quý khán giả. Điểm dành cho Thái Lan. Khoảng cách lại là 10 điểm. Ở set đấu này thì các cô gái Malaysia đã ghi được nhiều hơn 1 điểm so với set đấu mở màn. Số điểm mà Malaysia ghi được còn phụ thuộc vào thái độ của đội tuyển Thái Lan. Nếu họ sử dụng đội hình mạnh nhất và đánh hết sức thì có lẽ con số
trong mỗi set đấu mà Malaysia có được sẽ là rất ít ỏi. Lần hội ý cuối cùng của đội tuyển Malaysia trong set đấu thứ hai. Hàng sau, một cú đánh rất mạnh từ sau vạch 3m. Tiếp tục là cơ hội tấn công dành cho Thái Lan. Nỗ lực phòng thủ đáng khen ngợi của Malaysia, nhưng họ cũng không thể ngăn Thái Lan tiến tới cơ hội giành set point ở set đấu thứ hai này. Rất nhiều những tình huống đập bóng trên chắn được thực hiện bởi các mũi công bên phía Thái Lan. Mắc nhiều lỗi bước một, hàng chắn thì không theo kịp được tốc độ của trận đấu là một trong những nguyên nhân khiến cho Malaysia đang không có được một thế trận như mong đợi trước Thái Lan. Là tỷ số của trận đấu thứ hai, trận đấu mà Malaysia đã ghi được nhiều hơn 2 điểm so với trận đấu mở màn, cũng là một con số đáng khích lệ cho đội tuyển Malaysia. Và chắc chắn trận đấu tiếp theo sẽ là trận đấu cuối cùng của trận đấu này. Đương nhiên Thái Lan không muốn kéo dài trận đấu để các cầu thủ có thể đảm bảo thể lực cũng như là tránh những chấn thương không đáng có. Set 2 thì Malaysia có một lần khiếu nại không thành công với tình huống bóng in out, tình huống bóng đã rơi trên vạch biên. Họ sử dụng 2 lượt hội ý của mình và thay 3 lượt cầu thủ. Tất cả những con số thống kê đó cũng chưa đủ giúp cho Malaysia tạo thêm được nhiều khó khăn cho đội tuyển Thái Lan. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những hình ảnh đáng chú ý trong 2 set đấu đầu tiên, trước khi đến với set đấu thứ 3, có thể coi là set đấu quyết định của trận đấu này. Bây giờ sẽ là set đấu thứ 3, cuộc chạm trán giữa đội tuyển Malaysia và đội tuyển Thái Lan ở bảng A, nội dung bóng chuyền nữ tại SEA Games 32.
Thái Lan thi đấu bên phần sân A ở xét đấu này. Pha thuật đánh nhanh của các cô gái Thái Lan và họ đã mở điểm cho xét đấu thứ ba. Những mũi công lợi hại nhất của người Thái đều đã được rút ra. Pha vào đà không tốt của Maiji. Và vừa rồi là tình huống kết thúc của Thanacha. Các tay chắn của Malaysia quá bị động trước những tình huống phối hợp tấn công nhanh của Thái Lan. Đánh bóng tốt ở vị trí số 2. Cuối cùng thì Malaysia cũng đã có được điểm đầu tiên trong set đấu này sau tình huống tấn công của đối chuyền mang áo số 14 Yatian. Tình huống phá bước 1 thành công sau tình huống phát bóng của Malaysia. Tấn công ở vị trí số 3 và tỷ số được sa bằng 2 đều. Đó là pha ghi điểm của phụ công mang áo số 8 Yong Xian Nie. Đập bóng tốt, Darin vừa ghi thêm một điểm cho đội tuyển Thái Lan. Darin là chủ công sinh năm 1994 với chiều cao 1m71, khả năng bật đà là 2m94. Hàng sau, Darin cho thấy kỹ năng tấn công rất đa dạng của mình. Các cô gái Thái Lan vẫn đang nhún nhảy theo những giai điệu tại nhà thi đấu của khu thể thao phức hợp Olympic. Đó có thể coi là nhiệm vụ lớn nhất của họ trong trận đấu này. Pha phát bóng ăn điểm trực tiếp của Thái Lan. Tấn công tốt ở vị trí số 3 giúp cho Malaysia có điểm. Mai Trinh vẫn là mũi công đáng chú ý nhất bên phía đội tuyển Malaysia. Đây là cầu thủ cũng có thể đánh được ở nhiều vị trí khác nhau, không quá kén bóng. Chắn bóng tốt và đó là tình huống block thành công của Mai Trinh. Như chúng tôi đã nói, Malaysia cần nhiều hơn nữa những cầu thủ như số 10 này. Tấn công và phòng ngự đều hiệu quả. Thông số của Mai Trinh một lần nữa chúng tôi cũng rất muốn cung cấp tới quý khán giả. Cầu thủ mang áo số 10 này sinh năm 1996 với chiều cao 1m84, khả năng bật đà là 3m và bật chắn là 2m90. Như vậy thì Mai Trinh là cầu thủ lớn nhất trong đội hình của đội tuyển Malaysia. Hôm nay cô 27 tuổi và người trẻ tuổi nhất là phụ công mang áo số 9 Yeru, cầu thủ sinh năm 2006, kém Mai Trinh 10 tuổi. Thanacha vừa có thêm một pha ghi điểm ở vị trí số 2.
7-5 cho Thái Lan. Sau trận đấu này vào lúc 17 giờ chúng ta sẽ đến với những diễn biến còn lại của bảng B. Singapore sẽ đối đầu với Philippines trong trận đấu định đoạt tấm vé còn lại để góp mặt ở vòng bán kết. Và với những gì mà hai đội đã trình diễn thì khả năng tấm vé đó sẽ thuộc về Philippines. Trong khi đó vào lúc 19:30, đội tuyển Việt Nam sẽ có một trận đấu thủ tục với đội chủ nhà, đội tuyển nữ Campuchia. Đây mới là lần đầu tiên mà Campuchia đưa đội tuyển của mình tham dự nội dung bóng chuyền nữ tại một kỳ SEA Games. Cũng nhân lần đầu tiên tổ chức SEA Games trên sân nhà thì họ cũng không muốn bỏ qua nội dung này. Nhưng thực tế cho thấy là các cô gái Campuchia còn rất non nớt và yếu kém về trình độ chuyên môn. Họ vẫn cần phải thi đấu, rèn rũa và cọ sát rất nhiều. Sẽ là một thắng lợi dễ dàng 3-0 nữa dành cho đội tuyển Việt Nam trước khi chúng ta bước vào vòng bán kết sau đây 2 ngày chạm trán với đội tuyển Indonesia. Đấu nhất bảng B gặp nhì bảng A sẽ diễn ra vào lúc 19:30 phút ngày 13 tháng 5. Đó sẽ là cặp đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia. Nhất bảng A, Thái Lan gặp nhì bảng B, nhiều khả năng là Philippines. Cặp đấu này sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 13 tháng 5. Và toàn bộ những diễn biến của các nội dung bóng chuyền của SEA Games 32 sẽ được chúng tôi gửi tới quý khán giả trên kênh On Sport News cũng như các kênh sóng thuộc hệ sinh thái thể thao của VTV Cup, gồm các kênh fanpage, kênh YouTube, kênh TikTok và ứng dụng thể thao chuyên biệt On Plus. Nội dung bóng chuyền là một trong những môn thi đấu giành được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Ở trận đấu thứ 3 này, khi mà Thái Lan đã rút dỡ những cầu thủ tốt nhất của mình ra sân, những cái tên như Chatrion, Acharapon hay là Pimpichaya đều đang đứng nhảy múa bên phía ngoài sân, thì Malaysia cũng đang tạo ra được một chút khó khăn cho người Thái trong set 3 này. Nhưng những khó khăn đó là chưa đủ để họ có được một set thắng, chắc chắn là như vậy. Huống đánh lao ngắn thành công. Đó là pha tấn công của phụ công mang áo số 8, Wacharia. Phụ công sinh năm 1996 với chiều cao 1m77. 12-8 dành cho Thái Lan. Phát bóng ăn điểm trực tiếp. Nội dung bóng chuyền nữ sẽ kết thúc vào ngày 14 tháng 5 tới đây. Nội dung này bắt đầu thi đấu từ ngày mùng 9. 3 ngày 9, 10, 11 là những ngày thi đấu cho các lượt trận tại vòng bảng. Các đội sẽ nghỉ vào ngày mai trước khi trở lại với những trận đấu phân hạng cũng như các cặp đấu bán kết vào ngày 13 tháng 5. Năm nay thì nội dung bóng chuyền nữ có sự góp mặt của 8 đội bóng, là một con số kỷ lục tại các kỳ đại hội. Ở SEA Games 31, chúng ta chỉ có 5 đội bóng tham dự tại giải đấu được tổ chức ở Việt Nam. Trước đó vào SEA Games 30, kỳ SEA Games được tổ chức tại Philippines, thì số đội tham dự ở nội dung này chỉ là 4 đội. Và khi đó thì các đội chỉ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để chọn ra hai đội có thành tích tốt nhất đối đầu với nhau ở trận chung kết. Hai đội đứng thứ 3 và thứ 4 sẽ cạnh tranh nhau tấm huy chương đồng. Cũng có những giải đấu thì hai đội đứng thứ 3 và thứ 4
cùng giành huy chương đồng. Với nội dung bóng chuyền nữ phải từ 6 đội trở lên thì các đội mới được chia bảng. Năm nay với 8 đội, các đội được chia thành 2 bảng đấu, mỗi bảng 4 đội. Và cục diện thì cũng đã sớm được xác định ngay sau khi bốc thăm chia bảng, thì tất cả các chuyên gia đều đã vẽ ra những nhánh đấu, những kết quả để cho tới trận đấu cuối cùng. Lại là một tình huống xử lý bước một không tốt, nhưng lần này nó đến từ đội tuyển Thái Lan. Tấn công tốt ở vị trí số 4. Đó là cú đánh của chủ công mang áo số 16, Iren Sia. Có thể thấy lực lượng dự bị của đội tuyển nữ Thái Lan cũng không quá mạnh. Một trong những mũi công dự bị tốt nhất của Thái Lan lúc này, đó là chủ công áo số 11 Darin, người cũng đã ghi được khá nhiều điểm trong trận đấu ngày hôm nay. Tuy nhiên với một Malaysia yếu hơn rất nhiều thì những điểm số mà Darin ghi được cũng chưa nói lên nhiều điều. Công Hattaya đã trở lại sân. Và tấn công ở vị trí số 2, Mai Trinh là người đã ghi điểm cho Malaysia. Vẫn là cái tên như thường lệ, mũi công lợi hại nhất bên phía đội tuyển Malaysia. Ở kỳ SEA Games lần này thì Malaysia trình độ của họ có thể nói là thua kém 4 đội hàng đầu, trong đó có Thái Lan, có Việt Nam, có Philippines, có Indonesia. Nhưng họ là đội bóng có trình độ tốt hơn so với Myanmar, so với Campuchia. Singapore có thể coi là một đối thủ vừa sức với Malaysia, và nhiều khả năng đó sẽ là trận đấu định đoạt vị trí thứ 5 ở SEA Games lần này. Quy định khiếu nại. Cảm giác đó là một pha tấn công mà bóng chưa qua lưới và cũng không chạm tay chắn của các cô gái Thái Lan. Không, nhưng hệ thống Video Challenge Eyes đã xác định rằng bóng đã chạm tay chắn. Và điểm được dành cho Malaysia. Tình huống khiếu nại thành công của đội tuyển Malaysia. Trong bóng chuyền có những diễn biến diễn ra rất nhanh và các trọng tài cũng không thể nào đưa ra được những quyết định chính xác tuyệt đối. Do đó ở bộ môn này rất cần sự góp mặt của công nghệ Video Challenge Eyes, một công nghệ tương tự như VAR trong bóng đá. Pipichaya trở lại để giúp cho đội tuyển Thái Lan sớm khép lại trận đấu này. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 3 điểm. Đây là xét đấu mà Malaysia đang thi đấu tốt nhất kể từ đầu trận đấu cho tới giờ. Một phần cũng bởi Thái Lan đã rút hết những con bài chiến lược của họ ra sân. Ngay sau khi vào sân thì đối chuyền mang áo số 16 đã có một cú đánh đầy uy lực với tình huống đánh y, một cú đánh dọc biên. Bóng xuyên qua tay chắn và cả vị trí bên libero bên phía Malaysia. Sau đầu, đó là tình huống đánh bay sau của Hattaya. Tiếp tục là một pha tấn công ở vị trí số 2 nữa của phụ công áo số 12, nhưng vẫn chưa có điểm cho Thái Lan. Phải tới tình huống chắn bóng sau đó thì Hattaya mới ghi điểm. Pha block thành công của phụ công áo số 12. Hattaya là phụ công sinh năm 1993 với chiều cao 1m80, khả năng bật đà 3m và bật chắn là 2m90.
Malaysia tiếp tục xin hội ý. Giây time out dành cho Malaysia vừa khép lại. Tỷ số lúc này đang là 17-12. Đội tuyển Malaysia vẫn còn một lượt hội ý nữa trong set đấu thứ 3. Set đấu mà họ đang chơi tốt nhất kể từ đầu trận đấu cho tới giờ. Đội trưởng Angela Tang trở lại sân để thay thế cho Shia, chủ công mang áo số 16. Đánh bóng lỏng chưa ghi điểm của Whitney Thier. Ban huấn luyện của Malaysia quyết định khiếu nại. Họ nghĩ rằng đã có lỗi với tình huống chạm chắn vừa rồi. Chính xác hơn thì họ nghĩ rằng các tay chắn của Malaysia thậm chí còn chưa chạm vào bóng sau tình huống tấn công của đối phương. Đó là pha bóng mà theo ban huấn luyện Malaysia thì cầu thủ tấn công của Thái Lan chưa đưa bóng đi qua lưới và bóng cũng không chạm tay chắn. Bóng không chạm chắn và điểm dành cho Malaysia. Thêm một tình huống khiếu nại thành công nữa của ban huấn luyện đội tuyển Malaysia. Mười ba mười bảy. Một em bé rất kháu khỉnh, một cổ động viên nhí đang góp mặt trong khu thể thao phức hợp Olympic. Có lẽ là em cũng chưa hiểu được những diễn biến của môn bóng chuyền này, nhưng tới đây để theo chân ba mẹ, những người rất yêu mến nội dung bóng chuyền. Tình huống ghi điểm vừa rồi là của phụ công Hataya. Đây là phụ công có khả năng đánh nhanh sau và bay sau tốt bên phía đội tuyển Thái Lan. Hàng sau. Vẫn chưa có điểm cho Thái Lan. Chắn bóng không thành công. Cú đánh ở biên 4 vừa rồi là của đối chuyền mang áo số 14 Gia Thiên. Cầu mang áo số 8 Yang Xian Nie vào sân. Cầu thủ này còn được biết đến với cái tên là Samantha Yang. Cầu công này sinh năm 2003 với chiều cao 1m77. Tiếp tục là cơ hội tấn công dành cho Thái Lan. Đánh biên. Bóng trong sân sau tình huống xử lý vừa rồi của Darin. Trước khi bước vào kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á năm 2023 thì đội tuyển Thái Lan đã chia thành hai đội hình. Một đội hình mà chúng ta đang theo dõi họ thi đấu ở Campuchia lúc này, và một đội hình gồm những nhân tố như Sasi Papron hay là Wipawi, là những đại diện cho Thái Lan thi đấu ở giải vô địch các câu lạc bộ châu Á Cúp VTV Cup năm 2023 AVC Club.
Đó có thể coi là đội hình 2 của đội tuyển Thái Lan trong đội hình của Diamond Foot tới Việt Nam vào thời điểm cuối tháng 4 đầu tháng 5. Họ có 4 thành viên được triệu tập lên đội tuyển quốc gia Thái Lan, cũng tham dự Volleyball Nation League vào năm 2022. Sasipapron hay là Wipawi đều là những nhân tố dự bị cho những mũi công chủ lực của đội tuyển Thái Lan lúc này, như là Chachuon, Acharapon hay là đối truyền Pimpichaya. Với một lực lượng dày dặn, Thái Lan thoải mái chia đôi đội hình để có thể thi đấu ở các mặt trận khác nhau. Đội hình tham dự SEA Games lần này của Thái Lan sẽ là đội hình họ mang đi để chinh phục những mục tiêu tiếp theo. Ngoài SEA Games 32 thì trong năm nay đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan còn tham dự Volleyball Nation League 2023, ASEAN Hàng Châu và vòng loại Olympic Paris cùng với giải vô địch châu Á. Giấc mơ của người Thái vẫn sẽ là giành vé tới Olympic, giấc mơ mà từ thời những huyền thoại của bóng chuyền nữ Thái Lan như là Nusara vẫn chưa thể đạt được. Năm ngoái 7 huyền thoại thuộc thế hệ vàng của bóng chuyền nữ Thái Lan đã giải nghệ. Chính xác là thời điểm cuối năm 2021. Và vào năm 2022 thì đã có một buổi lễ trang trọng được Liên đoàn bóng chuyền Thái Lan tổ chức để có thể vinh danh và tri ân những huyền thoại này. Trong đó có truyền hai huyền thoại Nusara Thomkon, Onuma Sitirak, cái tên rất quen thuộc với những người yêu mến bóng chuyền nữ. Và sau đó thì cũng có những thông tin Liên đoàn bóng chuyền nữ Thái, Liên đoàn bóng chuyền Thái Lan đã mong muốn gọi lại những cầu thủ này để thi đấu. Trận đấu đang trôi dần tới những phút cuối. Điểm thứ 24 trong trận đấu này dành cho Thái Lan. Quá nhiều cơ hội giành match point. Và họ sẽ khép lại trận đấu này ngay sau đây. Trận đấu kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ. Sẽ là 9 điểm tuyệt đối và không để thua bất cứ một trận đấu nào với đội tuyển Thái Lan ở vòng đấu bảng của SEA Games lần này. Cơ hội kết thúc trận đấu cho Thái Lan. Đánh biên. Đó là cú đập bóng của Darin và tình huống vừa rồi đã khép lại cuộc đọ sức giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Malaysia. 25-12, 25-14 và 25-15. Số điểm của đội tuyển Malaysia tăng dần sau mỗi set đấu. Cũng là một thống kê mang tới sự khích lệ cho đội bóng trẻ trung của Malaysia, những người có độ tuổi trung bình là 21.